Liên quan vụ lái xe tông chết người ở bờ kè Phan Thiết, chiều ngày 9 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nam 4 năm tù giam về tội giết người. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 đến 9 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước khi tòa tuyên án, gia đình bị cáo Phạm Văn Nam, 44 tuổi, quê Ninh Bình, xin được tự nguyện khắc phục thêm 100 triệu đồng, mong vợ bị hại tha thứ. Tuy nhiên, vợ bị hại cho biết không nhận thêm bất cứ hỗ trợ nào, đề nghị tòa xử đúng người đúng tội và vẫn giữ nguyên quan điểm, không đồng ý với mức án mà vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị từ 3 đến 4 năm tù cho bị cáo Nam. Chủ tọa phiên tòa cho rằng đó là quyền của vợ bị hại, còn gia đình bị cáo tự nguyện xin khắc phục thêm vẫn được ghi nhận trong vụ án. Nếu vợ bị hại thấy bản án quá nhẹ, không tương xứng với hành vi gây ra thì có quyền kháng cáo sau khi tòa tuyên án. Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi gây ra. Đối với bị cáo Nam, chủ tọa nhận định có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, chủ động ra đầu thú, tác động gia đình bồi thường thiệt hại và có đơn bãi nại từ vợ bị hại nên áp dụng mức án dưới khung hình phạt.